Hôm nay mình đến rủ mèo măng thôi, xem là mèo măng hôm nay muốn ăn cái gì nào. Mèo măng ơi, hôm nay thích ăn cái gì nào? Bữa tới rủ mèo măng đi ăn tiệc đây. À, hay là mình ăn tiệc buffet nha. Ôi, mèo măng á, có con cá to đùng như thế này rồi thì cần gì đến tiệc buffet nữa nhỉ? Thế mèo măng á, hôm nay sẽ muốn ăn cái gì nào? Mình sẽ xem thực đơn của mèo măng nha. Đây, à, ăn sô-cô-la này. Rồi tiếp tục uống nước nữa này. Đây, mình sẽ cho uống nước, mình sẽ rót nước vào đây nha. Rồi, bây giờ mèo măng uống nước nào. Cả bự cũng sẽ uống nước cùng nữa. Wow, bự với măng á, suốt ngày chơi với nhau thôi. Bỏ qua Oricon rồi đó. Oricon đâu rồi nhở? Ơ, Oricon đâu? Sao mình không thấy nhở? Ở đâu mất rồi? Chị em mới đi học về. À, chào em, hôm nay ngoan thế. Thế hôm nay đi học á, có được điểm 10 không? Em chỉ được điểm 9,5 thôi. Ôi, thế là siêu rồi. Nhưng mà chị ơi, có cơm chưa? Em đói quá. Ôi, chị nấu cơm rồi. Đợi chị nấu đồ ăn xong thì là ăn luôn. Nhưng mà chị ơi, thấy cơm thì có kẹo dẻo không? Ai ăn cơm với kẹo dẻo bao giờ? Cơm thì hôm nay chị có món đậu này, xong món thịt nữa, rau muống nữa, được không? Em không thích ăn kẹo cơ. Ăn kẹo đến lúc khác ăn sau. Mà vừa hôm qua em ăn rồi còn gì. Em xem cân nặng của em đi. Ăn kẹo làm gì nhiều, sâu răng còn béo phì nữa. Nhưng mà em thèm. Thèm thì em hỏi bố mẹ, chị làm sao mà biết được. Bố mẹ đi chơi xong rồi ra toàn quyền cho chị còn gì. Bố mẹ ra toàn quyền cho chị. Nhưng bố mẹ chỉ bảo là tiền đấy là để làm cái gì mà thật là có ích thôi, chứ không phải để mua kẹo đâu. Chị không mua kẹo được cho em đâu. Chị ơi, thế đói có chết không? Đói thì tất nhiên là chết. Thế nên chị đã nấu cơm cho em ăn rồi. Còn kẹo dẻo mình không ăn không sao cả. Tại vì nó là kẹo mà. Nhưng mà em thèm, chị làm cho em ăn đi. Để xem đã, cứ ăn uống đàng hoàng đi. Hôm sau á, nếu mà chị thấy em ngoan thì chị mua cho em mấy cái á. Em chỉ nói cho có ơi, kiểu gì chị chẳng không mua cho em. Đấy, biết thế rồi còn hỏi làm gì nữa. Chị nhá, suốt ngày búp bê, em không thèm chơi với chị nữa. Này, em để ý đi, ngôi nhà búp bê này á, chị chơi á, chị á, thoải mái chị nói, chẳng ai nói lại chị. Nhưng mà chị nói chuyện với em, lúc nào em cũng đông đốc vào cái mặt của chị á. Thế làm sao mà chị chẳng thích ngôi nhà búp bê hơn. Nhưng mà em thấy chị nói sai thì em vẫn phải nói chứ. Nói sai, em đòi xin kẹo vô lý ăn kẹo với cơm. Thế chị không cho, em còn nói sai chứ. Em không dám chơi với chị nữa, em đi chơi này. Ê, này, chuẩn bị ăn cơm mà chơi gì. Em ăn mắng rồi, em không thể ăn cơm đó chị. Cơm chị nấu không thèm ngon thế nào. Bướng thật á. Chị gì mà chẳng chiều em gì cả. Suốt ngày ngôi nhà búp bê. Có lần mình bán hết đi cho biết tay. Đi ra ăn kẹo không? Có. Đây, để chị bóc ra cho em nhá. Vâng. Thế Minh thích ăn màu gì? Màu đỏ, màu hồng. Thế đây, để chị bóc ra cho Minh. Làm chị ăn được nhiều. Ok, để chị cho Minh nhiều. Ui, cái này nó dai á. Đây, bóc rồi. Đây, chị cho Minh nhiều. Cứ ngay đủ không Minh? Được. Ăn đi. Ngon nhở? Hai chị em nhà trà sướng ở đây. Nhà bán kẹo lúc nào không được ăn. Phá xin đúng không? Hai chị em nhà trà ơi, cho tớ xin miếng kẹo đi. Nhưng mà con không có tiền mua kẹo à. Tớ bị nhiều tiền lì xì luôn. Nhưng mà tớ đưa cho bố mẹ và bố mẹ tớ đi chơi rồi, nên là không để dành tiền ở nhà. Em có tài tiền ra là. Đây mà là tiền à? Nhưng mà có tiền thì mới mua được kẹo chứ. Ừ nhở. Tớ không có tiền hay là cậu nhất tớ một gói bim bim bé đi. Nhưng mà tớ lố cậu nhá. Quả trứng có trước hay là con gà có trước thì tớ cho cậu ấy gói bim bim đấy. Cậu tự lên mà tra Google tớ làm sao tớ biết được. Nhưng mà cậu không có tiền thì sao cậu lấy được bim bim? Thì tớ xin rồi mà. Nhưng mà tớ không cho. Thì khi là tớ trả tiền hay không? Tớ không cho lọ đâu. Thì cậu có thích ngôi nhà búp bê không? Có. Thế tí nữa tớ mang cho cậu nhá. Một ràn luôn. Ui, sướng ấy. Thế tớ cho cậu cả gói bim bim đấy. Cậu cho tớ nhiều ngôi nhà búp bê thì càng tốt. Ok, để tớ về tớ lấy cho. Ừ, bye bye. Đóng quyển sách này để vào đây. À, sẽ đi thăm Rose này. Rose này có bộ tóc rất là xinh luôn. Vào studio của Rose xem nào. Hôm nay Rose sẽ chụp một bộ ảnh nào nhỉ? Chị ơi. Thế
Ơi, đi chơi về rồi à? Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ăn nhà ai đấy? Em ăn nhà Trà. Để sau á, đi ăn phải bảo chị một câu nhiều chưa? Vâng. Làm chị phải ăn một mình. Này, chơi Rosé với chị không? Em có, em có. Đây có. Này, chị đang chuẩn bị cho Rosé chụp ảnh đây. Đây, đây là máy ảnh này. Bây giờ Rosé sẽ ở đây này. Sẽ kéo cái máy ở đây này. Thế là mình sẽ tách 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 tách. Vậy là chụp ảnh cho Rosé xong rồi. Chị Hà ơi, chị Hà có cái gì thiếu thiếu không? Thiếu gì? Mà chị nhà có hay em trang điểm cho chị nhá. Trang điểm cho chị á? Trang điểm thế nào? Đây này. À, cái quyển trang điểm của chị á. Vâng, đầu tiên là phải dưỡng da. Đấy là nước tẩy trang. À thì tẩy trang chứ. Đây này, bông tẩy trang ở đây này. Ok. Rồi, thì hôm nay thể hiện là trang điểm với chị như thế nào nào. Mở lắp này. Này, em làm gì em như đập mặt chị vậy? Trang điểm phải từ từ chứ. À, bôi kem nào. À, tẩy trang xong thì mình... Ôi, tẩy trang xong phải rửa mặt đã chứ. Chứ thì bôi kem à? Đây là kem mụn em ơi. À, kem mụn thì mặt chị đầy mụn đấy thay. Ờ, thì cũng đúng. Rồi. Nhưng mà phải để cho chị rửa cái mặt của chị chứ. À, nào thì rửa mặt nào. Tịt, 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 tịt. Đây là thuốc bổ. Ơ, thế thuốc bổ à? Thuốc bổ để uống phải lên mặt. Nhưng mà cái thuốc bổ này á, bôi lên trên mặt cũng được. Tại là giống như là thuốc trị mụn á. Đấy, thì để sao mình lại đây. Đây là cái đắp mặt nạ nào. À, em đắp mặt nạ cho chị nào. Này, đừng bảo là cái miệng em lại cho lên phía trên do là cái mắt ở phía dưới nhá. Biết ngay mà, đây là cái miệng này. À đây, đúng rồi. À, nhưng mà cái này sẽ phù hợp với cả bạn này này, đây là bạn Jenny này. Sẽ ra cho bạn này sẽ là trùng khít luôn. Còn mặt của chị em mình sẽ hơi bị to. Wow, mặt nạ bạn này không khác gì cáo già luôn. Thì đây là mặt nạ cáo mà. Ờ, em không biết không? Đây, có em mặt nạ có cho cơ. Chị nhá. Ờ, được, 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 được. Tít tít. Nhẹ nhàng thôi, đây là giấy bìa mà. À ừ. Mình phải chấm 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 như này thôi. Em kệ em kệ nào. Son phải cho ra mặt ngoài này này. Thì rồi ok. Nào. Thì mới biết đấy là son chứ. Được rồi đấy, được rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi. Còn cái này là kem chống nắng này. Đâu, để em bôi kem chống nắng cho chị nhá. Thôi này, mở nắp ra. Ừ, kem chống cho nắng là kem tay. Ờ. Hai. Em bôi quá à. Này, lần sau em còn lớn em đừng có học làm trang điểm nhá. Em mà học trang điểm em chạy mất em nào, chẳng mà có được khách nào luôn á. Chị nói thế nhá. Còn đây là kem mắt này. À, kem mắt để em rửa mắt cho chị nhá. Không, kem mắt là bôi mắt cho chúng nhăn. Đấy, ấy lớp lớp nhẹ 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 nhẹ. À, ok nhẹ. Nhẹ thôi. Nhẹ. Đây. Như thế được rồi, được rồi. Để em trang điểm cho chị này. Xem lấy cái này nhá. À. Này đây. À đây phần phần mắt. Còn bên này nữa này. Thì đây, quẹt đây. Đây này, chị thấy ở đây còn có rất là nhiều bộ phấn nữa này. Đây đây đây, này. Đây 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 đây. Đó, em phải lấy nhiều loại phấn như này á. Đây, rồi. Mình đánh kiểu là combo ấy là mới đẹp. Combo. Topping á, kiểu topping chị thích á. Topping đúng không? Ừ. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại rồi. Thôi thôi thôi, không làm về sao là chuyển hết thành màu nâu đấy. Rồi. Được rồi đấy. Rồi em trang điểm cho chị xong rồi đấy. Thôi để đây để chị cắt đi. À, sao đây? Tự nhiên đau bụng quá chị ơi. Sao? Em ăn cái gì đấy? Em chỉ ăn mỗi cơm nhà Trà thôi mà. Sao ăn cơm phải gì? Ui, nó dây vào đau bụng này. Ê, từ 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 từ. Chị đi mua dầu, chị mua dầu cho em nhá. Chị đi chị mua dầu. Đau bụng này không mua dầu được đâu. Chỉ ăn, chị uống thuốc là thôi. Uống thuốc hay nhà mình đã hết thuốc đau bụng rồi. Chị đi mua đi nhanh lên là đau bụng. Thôi 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 thôi. Ngồi im ở đây để chị đi mua đau. Mua thuốc nhớ chưa? Mà ai à, đau bụng đó. Chị Hà dễ lừa thật đấy. Mình phải một quyển là đổi được một gói bim bim. Bây giờ nhiều quyển thế này thì đổi được một đống luôn. Bây giờ mình phải lấy mình nhanh lên không chị Hà về lắm. Rồi, đi ơi. Chà ơi, con nhà bố bê đến rồi đây này. Bao nhiêu quyển? Hình như là cũng phải độ hơn chục quyển đấy. Chắc không? 8 quyển hoặc là bao nhiêu tớ không biết. Nhưng mà hình như là một quyển phải mua. Chị tớ mua hết rồi, hình như là cũng phải 200 nghìn đấy. Ui dồi ôi. Con quyển đắt nhất đó là tận 2 triệu rưỡi đây. Ủa, sao đắt thế nhỉ? Thế bây giờ tớ đổi cho cậu cái này nhá. Ừ. Cậu cầm hộ tớ. Nào. Đây, tớ cho cậu thùng bánh này mang về. Nhưng mà một sấp này vẫn không đủ đâu. Đây, thùng này nữa vẫn hơi ít. Đây, nhiều lắm rồi đây. Rồi ok, tớ chất định. Ok, cậu mang về. Cậu cần về hồ. Về, về, về. Ai, tớ về đây. Công nhận ngôi nhà búp bê của chị Hà đáng giá phết. Đổi cũng mỗi một tí mà
đúng bánh kẹo này tha hồ ăn biết gì. Ê này, chị mua thuốc về rồi đây này. Ở đâu ra mà nhiều bánh kẹo như thế này? Tại nhà trà nhập nhiều quá nên là gửi nhà sang nhà mình ấy chị ạ. À, nhà tí em phải cất gọn đi nhớ chưa? Vâng. Lộn xộn đấy. Ê, mà em đau bụng mà, thuốc mua về rồi này, uống đi. Ờ, nhưng mà đương nhiên em hết đau bụng rồi. Sao mà hết nhanh như thế? Hình như là em với em đi vệ sinh ấy. Làm mất công chị đi mua chứ. Ê, này Ngọc ơi, sao ngôi nhà búp bê của chị còn ít thế nhở? Của chị còn nhiều lắm cơ mà. Em có biết gì đâu. Sao lại thế được nhở? Em vừa có ở nhà trong nhà không đây? Ừ, em không, vừa đây em đi trong vệ sinh mà. Ôi, sao lại mất được nhở? Vừa em đi vệ sinh em có ở trong nhà đâu. Ê, bao nhiêu ngôi nhà của mình bây giờ chỉ còn mấy quyển này sao? Ngọc ơi, Ngọc. Gì? Vừa đây tớ check trên mạng nhá. Cái ngôi nhà búp bê này chỉ hơn 100 nghìn thôi, chứ đâu ra 2 triệu. Ừ, hơn 100 nghìn cũng được. Nhưng mà một đống thế này thì không phải là 1 triệu à. Điều hơn 100 nghìn ở đây 8 cửa thì chỉ có hơn 1 triệu chứ đâu hơn 2 triệu. Ừ thì 1 triệu thì vẫn mua đủ ở chỗ này mà. Ơ, cái gì? Thế là sao? Em đi đổi ngôi nhà búp bê của chị cho trả. Thì tại em bảo chị mua bim bim cho em mà chị không mua. Mua bim bim cho em, cái đấy là cái khi nào mà chị thấy em ngoan thì chị sẽ cho em chứ. Đây em đổi hết ngôi nhà búp bê của chị cho Trà, đã thấy còn nói dối nữa. Nhưng mà em có đổi hết đâu, chị vẫn còn đấy mà, chị chơi làm gì làm, có mình chị chứ mày. Chị đang nói vấn đề đấy là em còn nói dối chị cơ. Nào thì nói dối đi, đau bụng lừa chị đi mua thuốc này, để em ở nhà em lấy hết quyển sách mang đi đổi này. Bây giờ em còn nói dối kiểu nọ, nói dối kiểu kia nữa chứ. Chị ơi, đây em trả chị nhá, nhưng mà chị và Ngọc trả hết kẹo cho em đi, mẹ em mắng rồi. Ờ thì em lấy hết đi. Ngọc như thế là Ngọc sai mà, đã lừa em rồi đúng không, còn lừa cả chị nữa. Vâng. Bây giờ bánh kẹo em lấy hết đi, lần sau không bán cho Ngọc cái gì nữa, nhớ chưa? Vâng. Để cho tớ mua ít đi. Không trả tớ ơi, trả lại nữa. Ăn nốt miếng đi. Không, thôi đi. Đến bây giờ mà em còn vẫn muốn lấy bim bim nữa, em không biết nhận sai à? Là nhớ nhá, đây là lần cuối cùng nhá, chị chấp nhận lời xin lỗi của em, lần sau không được tự ý lấy đồ của người khác xong đi mang đổi hàng như thế đâu nhá. Em bây giờ mới còn bé tí mà em đã làm như thế rồi thì rồi sau lớn thì sẽ như thế nào? Nhưng mà chị nhá, em bảo chị mua cho em mà chị chẳng mua thì em phải làm như thế. Được rồi, lần này cũng là lỗi của chị, nhưng căn bản đến giờ cơm rồi nên chị muốn ai em ăn cơm không phải ăn kẹo. Bây giờ cứ ngoan, đến khi nào mà em ngoan á thì chị thi thoảng chị mua kẹo cho mà ăn. Được chưa? Bây giờ chuẩn bị giúp Trà này mang đồ về nhà Trà cho Trà đi. Vâng.